Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Thanh Nguyễn Đốc. Kênh của mình thì chuyên về dự đoán kết quả số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Ngày nào thì kênh của mình cũng lọc đã về và đã nổ lô nha các bạn. Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho kênh Thanh Nguyễn Đốc của mình. Mình sẽ thống kê lại đại miền Nam trên kênh của mình ngày 24 tháng 8 thì lọc đã về đối với kênh của mình. Mình sẽ ghi ra cho các bạn để biết những con số nào lọc đã nổ trên kênh. Đó là đài Cần Thơ, lọc đã về đối với đài Cần Thơ nha các bạn. Cần Thơ thì mình dự đoán con số 27 và thật may mắn khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video trên kênh và tin tưởng cho kênh. Mình sẽ cố gắng dự đoán và nghiên cứu những con số cho các bạn để tham khảo và đánh chắc ăn nhất nha các bạn. Ngày mai thì ngày 25 tháng 8 thì trên kênh của mình dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Còn có 3 đài là đài Tây Ninh, đài An Giang và đài Tây Ninh thì mình dự đoán con số 53 và 74 nha các bạn. Ngoài ra thì lô ba con của đài Tây Ninh thì mình dự đoán con số là 944. Trong khi đó đài An Giang thì mình dự đoán con số là 28 và 82. Lô ba con của đài Bình ở đài An Giang thì mình dự đoán con số là 135 nha các bạn. Những con số này rất đẹp phải không các bạn? Mong các bạn tin tưởng vào kênh của mình và ủng hộ cho kênh. Và đài cuối cùng của đài miền Nam đó là đài Bình Thuận thì mình dự đoán con số là 00 và con số 40. Lô ba con đài Bình Thuận thì mình dự đoán con số 1 5 7. Chúc các bạn may mắn. Mình xin lưu ý đối với mọi người là trên kênh của mình, những con số mình đang chọn là những con số do kênh của mình nghiên cứu có khả năng sử dụng ra cao nhất trong ngày. Do những con số này mình xin đọc của ông thần tài là tổ điện như các bạn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng theo dõi ủng hộ kênh Thanh Cơ Đốc của mình. Mong các bạn theo dõi, chia sẻ và đăng ký giúp cho kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào ngày mai 26 nha các bạn.